Vâng, chào quý chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng lên sóng và cập nhật mẫu xe trên cửa hàng. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại dùm cho em Trung nhé. Lô xe quý anh chị à, cũng tràn ngập cho quý anh chị, rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị nhé. Phải nói là bây giờ thì hiện tại bây giờ là phải nói là cái thị trường mẫu xe rẻ nhất quý anh chị 75 triệu rồi. Đó, quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe tập chạy tập lái rồi. Rất là yêu thương cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có đi báo giá thôi nha quý anh chị nha, chứ không có quay chi tiết và tổng thể. Đó thì ngày hôm nay thì phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Với 75 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe tập chạy tập lái rồi. Đó thì ngày hôm nay thì đầu video thì em Trung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thì quý anh chị ngày hôm nay thì tiếp tục đây thì anh chị đón xem hết cái video nha. 75 triệu thôi quý anh chị thấy không? Phải nói là rất là yêu cho quý anh chị, tràn ngập cho quý anh chị luôn. Đây là một mẫu xe Toyota Jay, xe này là bản GL. Những quý anh chị nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là xe này còn không, thì ngày hôm nay thì đây quý anh chị, em nó được mang bộ mâm cũng rất là đáng yêu luôn, GL205 như quý anh chị nha, đăng kiểm còn khá dài đó. Anh chị bán cho quý anh chị với giá 145 triệu nha. Và tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe Mercedes 180 đời 2004, đăng kiểm cũng còn khá dài luôn. Thì quý anh chị đã thấy nước sơn phải nói là rất là đẹp rồi. Biển số 60 được cái màu bạc đằng trong em nói đấy quý anh chị này, đăng kiểm này. Nếu mà để nói tới mẹt thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ tới em nó quý anh chị. Đẳng cấp và chất từ xưa tới giờ, nước sơn rất đẹp như quý anh chị nha. Anh chị nhìn từng những cụm đèn của em nó rất là yêu luôn. Máy 1.8 thì riêng xe này thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ chạy tiết kiệm lăn đó. Thì nhiều anh chị sợ về mẹt đó, nhưng em Trung bán cho quý anh chị bao quay đầu có bảo hành lên mọi vấn đề đó, quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. 140 triệu nha. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe cũng là mẹt luôn quý anh chị. Đó thì có hai em anh chị hợp phong thủy màu nào thì alo cho em Trung. Đây là một mẫu xe mẹt C230, thì em này nó là cao cấp hơn là em kia, dạ đời 2009 nha quý anh chị nha. Được cái là cái màu cũng rất là đáng yêu dễ thương luôn, màu đen đây quý anh chị này. Mâm vỏ của em nó cũng phải nói là rất là yêu rồi. Giá bán cho quý anh chị 330 triệu nha. Nội thất của em nó thì bao phê bao đẹp rồi quý anh chị. Được cái là ngoài màu đen nhưng đằng trong em nó thì lại màu kem quý anh chị. Phải nói là rất yêu. Nếu mà nói tới mẹt thì quý anh chị cũng cần suy nghĩ đóng cái cửa quý anh chị không. Phải nói là nghe gọi là chắc nực luôn. Giá bán cho quý anh chị với giá 330 triệu nha. Tiếp tục đây thì em 9 chỗ ngồi kia thì em Trung cũng báo luôn cho quý anh chị. 9 chỗ ngồi không liên hạn, không hết đời, for chân seat, biển số Sài Gòn, 4 số, một chủ từ đầu, máy nổ thì thầm. Đó quý anh chị, 9 chỗ ngồi nha. Em nó là Ford. Đó quý anh chị, bán cho quý anh chị với cái giá 145 triệu thì ngày hôm nay phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, ngập sân luôn. Đây tiếp tục một em xe tải. Em này là Kia K165 quý anh chị, 2,4 tấn. Đó, 2,4 tấn nha quý anh chị nha, 2017 đăng ký 2018. Đó, máy cơ, nói chung được cái dòng này thì phải nói anh chị mua về sử dụng không phải cần suy nghĩ luôn. Rất đẹp nha quý anh chị nha. Bán cho quý anh chị với giá rất là yêu luôn, 270 triệu. Đây quý anh chị, một mẫu xe Toyota Innova rẻ nhất thị trường quý anh chị. Đây là em nó là sinh năm 2007. Đó, biển số 93, bán cho quý anh chị 160 triệu. Nội thất thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi, thì em Trung sẽ lướt sơ và chứ không có quay chi tiết đâu quý anh chị. Thì anh chị những xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Thì quan trọng ngày hôm nay em Trung cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng cho quý anh chị thôi. Em nó lên được màn hình Android, cam hành trình, tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị. Nội thất rất yêu rất đẹp, 160 triệu thôi nha quý anh chị nha. Đó, một mẫu xe Toyota Innova 2007. Tiếp tục đây thì Honda Civic. Đó, xe này là bản full rồi quý anh chị, màu đen quý anh chị không phải nói là rất yêu. Anh chị nhìn đứng bên ngoài nhưng mà trong hình ảnh phải nói là trong anh chị lên trên này và cảm nhận em nó, cái màu của em nó phải nói đẹp hơn trong hình ảnh nữa nha quý anh chị nha. Thì nói chung là phải nói là em Trung sử dụng bằng cái điện thoại cùi bắp, đâm ra quay nó không có được nét, không được đẹp đâu quý anh chị. Nên anh chị lên anh chị tới tận nơi truyền hình trực tiếp và cảm nhận em nó, vẻ đẹp của em nó quý anh chị. Nhìn cái điện thoại cùi bắp thôi nhưng anh chị thấy không, trong hình ảnh em nó rất đẹp. 2007 bản full nha quý anh chị nha, phải form dáng rất là thể thao quý anh chị. Đây nhìn quý anh chị này, nhìn cái nội thất của em nó chất yêu, phải nói là vô lăng rất thể thao. Lãi số này quý anh chị, số tự động, nhưng dòng này quý anh chị cũng chạy phải nói nó thuộc cái diện là nồi đồng cối đá, rất đẹp. Bán cho quý anh chị cái giá 270 triệu nha. Đây là một mẫu xe Honda Civic, form dáng rất là yêu luôn quý anh chị.
Đây và tiếp tục đây thì còn vài cái mẫu xe trên cửa hàng ngày hôm nay anh chị đón xem, tất cả cái chỉ 75 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Đây thì em Trung cũng vừa mới về một em Toyota Camry, xe này là số tự động như quý anh chị nha, số tự động này. 255 triệu cho quý anh chị. Đây quý anh chị, dàn vỏ vừa mới thay, thay dàn vỏ xịn luôn như quý anh chị nha. Em nó thì thay dàn vỏ xịn Michelin luôn. Đấy. Một dàn vừa mới thay, đăng kiểm vừa khám cả năm quý anh chị. Cam hành trình, màn hình Android, tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị. Riêng cái dòng này thì quý anh chị đi sướng tê người, thật phải nói là cái này quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ được cái nội thất quý anh chị không? Bản này nó là bản full rồi quý anh chị. À, có ghế chỉnh điện nha, tất cả cái quý anh chị nhìn cái nội thất của em nó phải nó rất là sang trọng và rộng rãi, màn hình Android to chà bá lửa quý anh chị. Đấy phải không? Giá bán cho quý anh chị 255 triệu quý anh chị được cái không? Rất là rộng rãi, form dáng rất đẹp quý anh chị. Ngày xưa bản thân em nó mà để sở hữu được em nó thì cũng cả cái vấn đề quý anh chị nha. Đây. Form dáng thì phải để nói là nếu mà để với Camry thì từ xưa tới giờ quý anh chị nó nồi đồng của đá chất từ xưa đến giờ. À, Camry nó phải là màu đen nó mới đẳng cấp và chất quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị rất là yêu luôn, chỉ với 255 triệu thôi. Quý anh chị không? Phê chưa? Máy của em nó thì quý anh chị cũng không cần phải suy nghĩ, chiến rất là chiến luôn quý anh chị. Đấy quý anh chị thấy không? À, thì đây tiếp tục đây thì em Trung cũng làm luôn cho quý anh chị một mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị. Nubira, em này là Nubira 2 nhé quý anh chị nha. Nói chung là phải nói là được cái dàn sơn của em nó phải nói là rất là đẹp rồi. Màu trắng đó quý anh chị không? Rất là đẹp chưa? Anh chị nhìn từ những cái cụm đèn này rất phê không? Đó là nội thất của em được cái gọn gàng sạch sẽ. Mâm của em nó là mâm đúc nha quý anh chị nha, mâm đúc nha, heo thắng quý anh chị thấy không? Phải nói là rất yêu cho quý anh chị, được cái form dáng rất yêu. Riêng xe này quý anh chị không, bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc, lạnh lẽo thì bút sâu tới điểm G, máy thì thầm mùa xuân luôn quý anh chị. Riêng xe này quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ, máy nổ, còi kêu, bốn bánh quay đều. Ây, riêng em Trung đã nói là bao cho quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc, lên mọi vấn đề quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Được cái màu cũng phải rất là đáng yêu. Đây và tiếp tục thì nhiều anh nhiều chị. Đây quý anh chị thì em Trung cũng giới thiệu luôn. Mẫu xe Suzuki, em này là xe tải Ben quý anh chị nha, xe Ben á chứ không phải là xe tải đâu. Đó, biển số Lâm Đồng quý anh chị. Được cái là rất là yêu luôn, bán cho quý anh chị giá 140 triệu nha. Một mẫu xe Suzuki, em nó là phun xăng điện tử rồi. Đăng kiểm vừa khám vỏ lốp thì cũng vừa mới thay quý anh chị. Được cái là riêng xe này anh chị mua về chỉ được sử dụng và tất cả cái thì ngay hôm nay đây quý anh chị, em Trung lên sóng cho quý anh chị một mẫu xe Kia Carnet. Để xe này em nó thì sinh năm 2011 nhá quý anh chị, máy 1.6 phải nói là chạy rất là tiết kiệm. Đây quý anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng, nội thất rất đẹp, màn hình Android, cam hành trình. Nói chung là xe này phải nói là đầy đủ. Bán cho quý anh chị có bảo hành nửa năm luôn, lên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ. Riêng về xe này đó, tại vì nó đời cao và nó không có cái gì để hư hết quý anh chị. Đăng kiểm thì rất dài và rất xa quý anh chị nha. Đấy, từ miền Tây tới Móng Cái luôn quý anh chị. Từ miền Tây tới Móng Cái luôn quý anh chị sao? Phải nói là chất chưa? Tháng 1 năm 2024, 7 chỗ ngồi đời cao 2011. Đó quý anh chị, máy 1.6 thôi. Đó, chạy phải nói là siêu tiết kiệm. Bộ mâm của em nó phải quý anh chị không? Phải là rất dày, rất to. Đấy quý anh chị, rất êm. Đằng trong em nó thì quý anh chị, nội thất đây tiếp tục. Đây là em nó được lên màn hình Android này, cam hành trình này quý anh chị. Trong nói chung là riêng xe này anh chị rẻ, phải nói là rẻ thối rẻ nát, đúng không quý anh chị? Siêu rẻ, cực rẻ cho quý anh chị một mẫu xe Kia Carnet đó, 7 chỗ ngồi, giá chỉ với 190 triệu thì anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra anh chị mua về kinh doanh dịch vụ chạy gia đình rất là ok luôn quý anh chị. Nội thất màu đen không? Phải nói là rất là yêu cho quý anh chị. Vỏ lốp thì cũng còn khá là, vỏ lốp đầu thì còn dày quý anh chị, nhưng đằng sau này còn được 450%. Đây quý anh chị ha, còn được 450% thôi. Gọi là như đầu mấy anh sư thôi. Đó quý anh chị nhá. Đó được cái là form dáng rất là yêu luôn. 7 chỗ ngồi 2011 quý anh chị thử nghĩ coi. Anh chị đi chán về sau bán vẫn có lời quý anh chị à. 190 triệu thôi. Đó quý anh chị không phải nói là chất yêu chưa cho quý anh chị. Máy thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Thì tầm mùa xuân luôn. Đây quý anh chị, nội thất của em nó phải sạch sẽ gọn gàng. Thời buổi bây giờ quý anh chị không? Phải nói là xe phải nói là rất là rẻ luôn quý anh chị. Chỉ với 190 triệu quý anh chị thử nghĩ coi. Trần em nói là không, vẫn đang còn sạch sẽ gọn gàng. Đó. Thì trên cửa hàng thì cũng còn vài mẫu xe đó quý anh chị. Đây thì đằng trong kia em Trung đã có một cái em
Lá nốt đằng trong kia quý anh chị thì đang cho em nó ở trong đó để kiểm tra gầm đó quý anh chị nào. Em này là 75 triệu nha quý anh chị nha. Đó thì em cái xe đó em chúng đã lên video chi tiết rồi. Đó thì trên cửa hàng cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại dùng cho em Trung nha. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng nha.